Cháu khỏe chứ? Vâng, chú thì sao? Tốt cả. Chú có nụ cười tươi thật đấy. Đúng rồi, vì ngay khi biết cháu ký hợp đồng mới, chú như kiểu phải làm bằng được buổi phỏng vấn này. Cháu cảm thấy thế nào khi được gia hạn hợp đồng? Vâng, nhẹ nhõm, một niềm tự hào to lớn, một điều mà cháu đã cố gắng đạt được. Không quan trọng là sẽ ở câu lạc bộ một tháng hay một năm, cháu chỉ muốn tiếp tục ở lại để cố gắng cùng với đội bóng. Việc có được điều này sau 2 năm khiến lòng cháu rộn rã. Nó cũng có nghĩa là từ giờ cháu có thể tập trung vào chuyên môn. Đầy hy vọng vài năm nữa cũng sẽ tái ký hợp đồng mới và tiếp tục như vậy, sống trong chính giấc mơ của mình, thi đấu cho một câu lạc bộ thế này. Sẽ cần 13 năm để vượt qua chú đấy. Vâng, cháu biết mà. Chú thì cũng muốn cháu làm được. Vâng, cháu còn nhiều thời gian để cố gắng đuổi kịp chú. Và tính kỹ ra thì cháu vẫn còn khoảng tối thiểu 10 năm sự nghiệp nữa. Minimum 10 years left. Nhớ lại khi mới ký hợp đồng với Arsenal, hình như có rất nhiều điều để nói phải không? Đó là một ngày thực sự tự hào cho cháu, hẳn là tự hào hơn nhiều so với ngày lúc này, bởi vì... Nhìn kìa, chú thấy bố cháu thè cả lưỡi ra. Vâng, nhà cháu có tập trung là hay thè lưỡi ra, cũng có những bức hình của cháu trong khung thành với lưỡi thè ra để tập trung luôn. Công ty việc được Arsenal lựa chọn và mua về hẳn đã là một thành quả lớn cho cháu rồi. Hơn cả những gì đã làm được 2 năm qua để có được hợp đồng mới như lúc này. Để nói thì miễn là cả tập thể vẫn tiến bộ được như những gì đã thấy, thì những cầu thủ như cháu cũng sẽ vẫn tiến bộ hơn nữa. Đang có một cơ hội thực sự tốt ở đây cho mọi người. Kể ra đã có một chút tiêu cực ở đây nhỉ? Vì khi cháu đến, điều mọi người nghĩ sẽ chỉ là một thủ môn số 2 thôi. Vâng, từ chính mình cháu đã biết rằng có nhiều điều tiêu cực chờ đón. Cháu cũng biết rằng đã hẳn nhiều người chưa thực sự xem cháu đá bao giờ. Ngoài 3 hay 4 trận đối đầu với Arsenal trước đó, và cháu đã sẵn sàng vượt qua những điều đó. Cháu đã thực sự sẵn sàng để chứng tỏ rằng mình có thể làm gì. Đó đã là một sự cạnh tranh tuyệt vời giữa cháu và Leno vào năm ngoái. Đó là điều những thủ môn cần có, cần sự cạnh tranh. Chú cũng từng như vậy. Chú đã viết một bài, cháu đọc rồi đúng không? Vâng, chúng ta nói về nó rồi. Đó là một trong những điều gặp phải khi chú ký hợp đồng với Arsenal. Mọi người ở đây đều thích John Lukic. Họ đều chỉ muốn ông ấy ra sân thi đấu thay vì chú. Khi đó chú chỉ nghĩ rằng, hãy cho tôi cơ hội xem. Vâng, một điều rất tương đồng. Đó cũng là điều cháu nghĩ. Khi được đá trận ra mắt trước West Brom, thì mọi sự tiêu cực đã bị dẹp tan. Bởi vì người hâm mộ hiểu được rằng phải cho cháu cơ hội, cháu sự ủng hộ, điều mà cháu đã cần có. Hắn nói giúp cháu với những pha cản phá ở trận ra mắt đúng không? Vâng, các khán giả đêm đó đã rất tuyệt vời với cháu. Họ hát vang tên mình và cháu đã đầy sẵn sàng để ra sân. Để nói thì ngay khi khoác áo Arsenal lên mình, các cổ động viên sẽ tạo cơ hội tốt nhất cho chúng ta để cố gắng trình diễn. Và cháu biết rằng mình sẽ chiếm được tình yêu của họ lúc nào đó thôi. Đầy biết ơn là cháu đã làm được khá sớm. Có vài pha cú thua ở đây mà chú vừa xem. Giờ thì muốn trao đổi cùng cháu ở đây để xem suy nghĩ lúc đó ra sao. Chú rất nhớ pha bóng này ở trận đấu với Tottenham trên sân nhà. Một pha bóng cuối ở 3 phút cộng thêm giờ. Cú được pha đó phải nói là... Vâng, cháu nghĩ khi đó đã là 3-1 rồi. Cả đội đã thực sự tốt. Nó bị bật đổi hướng một chút, khiến cú dứt điểm thành tốt hơn. Cháu đã phải thay đổi vị trí cơ thể và thay đổi tay bắt bóng. Nó luôn thật tuyệt khi thấy bóng bật xa ra ngoài. Còn pha này nữa, một pha đặc biệt luôn. Pha bóng bật ra, nếu bóng được đưa vào lưới, chẳng ai sẽ nhớ pha cú thua đó. Không. Đó là một pha cú thua tuyệt vời. Vâng, một trong những pha yêu thích nhất của cháu. Thú thật, nó là điều tốt để nói đến. Mỗi khi gặp Madison cùng gia đình, thì họ đều nhắc đến pha này. Gần như mỗi lúc gặp họ, nó là một điều đáng yêu để nhắc đến. Để nói ở đây thì ba cầu thủ của Leicester City ở hàng rào đã khiến cháu khó hơn nhiều để quan sát bóng nhỉ? Rồi giờ là pha này. Thành thực, pha này cũng là một trong những pha yêu thích của cháu. Đó là một trong những trận cầu đầu tiên mà Eddie Howe dẫn dắt Newcastle. Ông ấy là huấn luyện viên đã cho cháu trận ra mắt ở giải ngoại hạng. Cháu luôn nhớ về việc nói chuyện với ông ấy sau trận, khi mà ông ấy đã không vui chút nào với cháu. Khi đó các hậu vệ đã được yêu cầu làm việc rất nhiều để cố gắng khóa góc sút lại để cản phá. Nhưng đôi lúc nó lại khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Nên đôi khi việc bước qua một bên dễ hơn là ngoái đầu nhìn bóng. Một pha chọn vị trí tốt nhỉ? Vâng, cháu biết. Hẳn đôi lúc cháu chọn vị trí điên rồi nhỉ? Điều chú để ý ở đây là chân cháu rất nhanh. Cháu nhịp chân rất nhanh mọi lúc. Không chỉ ở đây mà Inaki đã cho chú xem vài đoạn băng của cháu khi tập luyện nữa. Chú đã không để ý đến chuyện đó cho tới khi được ông ấy cho xem. Chú đã phải wow.
Mọi thứ dường như cần chuẩn đến từng milimét, từng chi tiết trong việc bắt gôn. Nếu bóng di chuyển lệch một chút thôi thì mình hẳn không cần di chuyển. Nhưng do là chúng ta liên tục phải di chuyển qua lại theo bóng, nên cháu nghĩ là mình phải tối thiểu hóa việc di chuyển đó như cảnh giác, để có thể di chuyển ngay hoặc băng lên. Cháu đã tập luyện nhịp chân của mình cả sự nghiệp à? Lúc cháu bắt đầu là với huấn luyện viên Fred Barber, với bài tập đổ người cùng rất nhiều bài thể lực. Nó luôn là một cuộc đua. Cháu nghĩ nó đã giúp cháu có được tốc độ cần thiết để làm thủ môn. Rất vui để nhắc đến, bởi vì nó là một dạng tốc độ khác hẳn. Nếu bắt cháu chạy 60-100m thì có lẽ sẽ ở tiếp phía sau mất. Nhưng nếu kêu cháu ngay lập tức nhảy lên nhanh nhất, chắc cháu bay mất. Chú thích pha này, bởi vì nó đã vượt ngoài người mình một chút. Cháu sẽ phải dùng lực từ chân để đẩy ra, trong khi cần tính toán với lực bóng sẽ phải đẩy hướng nào nữa. Brandon pha này kiểu, wow. Cháu nhận được một wow từ Brandon Roger đấy. Cháu biết mà. Công bằng để nói, mỗi khi đối đầu ông ấy, Brandon là một trong những người tuyệt vời nhất. Luôn thật tốt khi có được trận đấu hay trước ông ấy. Còn thì cháu nghĩ, ông ấy thực sự là một con người đỉnh cao. Ông ấy biết nhìn tài năng nhỉ? Nào, thấy công chuyện. Chú không biết tại sao lại có pha này nhỉ? Nhìn Jagioka kìa. Nhìn lại đi. Cảm ơn Jack rất nhiều. Nhìn cảm xúc của chú kìa. Cháu thấy rồi, không gì cả. Nhưng chú trông như vậy mỗi pha cú thua thì phải. Đúng vậy, đó là kiểu phản ứng của chú. Cháu nghĩ ở một pha như vậy, phản ứng như chú là hay nhất rồi. Bởi vì chú hẳn đã suýt cảm thấy mất niềm tin ở bản thân nhỉ? Cháu có biết nó lạ gì ở đây không? Chú biết nó là một pha cú thua tốt, nhưng chú đã không nghĩ nó nhìn đẹp như thế. Khi mà chúng ta xem quay chậm nhỉ? Đó là lý do tại sao khi có một pha cú thua, chúng ta nghĩ cũng thường thôi. Nhưng khi xem trên TV thì chúng ta thấy, chà, pha này thực sự tuyệt. Chú thậm chí còn già hơn cháu chút khi cú thua pha bóng đó đấy. Cháu biết mà, nó là càng chứng minh cho thấy, chú vẫn ngầu lắm. Đúng vậy, đó là điều đã khiến nhiều kẻ phải câm miệng lại. Còn thì ở pha này, pha cú thua này, một pha điển hình của bóng đá hiện đại khi cháu dùng chân. Chú nghĩ rằng mình từng có pha cú thua tương tự chưa? Phong cách đó? Không, chú sẽ đưa tay ra phải không? Ừ, chú chắc sẽ vậy. Hay hẳn sẽ là ở một vị trí khác hơn so với cháu. Nó bởi vì cân nặng cơ thể nữa, thể trạng chú nó khác. Với cháu, việc dùng chân hay tay cú thua là như nhau. Đôi lúc thì dùng tay để đẩy bóng ra, tốt hơn là việc bắt bóng hoặc đẩy bóng qua xa. Cho nên nhiều khi cố gắng đưa chân hướng tới bóng, thì chắc đó là lúc mình sẽ gặp vấn đề. Chú thích pha cú thua này, pha cú thua quan trọng. Cháu nghĩ nó là một trong những pha điển hình như vừa nói. Không thể nghĩ rằng nó lại hay như vậy. Cự ly rất gần cho mình và đối thủ lại băng rất căng. Đó là lúc hòa hai đều thì phải. Sau đó 2-3 phút thì chúng ta đã lao lên và ghi được bàn thắng. Đúng chính xác vậy. Nhiều người thậm chí còn không biết rằng cháu đặt cú pha đó sau trận. Họ cứ tưởng bóng đã đi trúng xa thôi. Những cầu thủ trẻ thường được bảo sút căng và sệt. Tuy nhiên sút như này mới là một trong những pha khó cứu nhất trong bóng đá. Cháu nhớ với Aguero, thời điểm mới tới giải Ngoại hạng, anh ta ghi bàn ở Old Trafford thì phải, bóng đi vào nóc lưới. Anh ta cực hay khoảng này. Còn theo chú, những quả bóng thời này nó lại càng nhanh hơn nữa. Cháu nghĩ mình có thể là một tiền đạo đấy. Chúng ta có thể chỉ họ vài chiêu nhỉ? Cháu nghĩ vậy. Chú cũng thích pha này. Cháu dường như đã be cầu thủ đầu tiên nhỉ? Khi cầu thủ đầu băng xuống, nhưng lại là pha căng ngang. Chú biết cháu đã được tập luyện để ngăn những pha như vậy, phải không? Vâng, đó là lý do tại sao pha này lại khiến cháu hài lòng nhất. Bởi vì chúng cháu đã tập luyện nhiều những pha chuyền ngược thế này. Những pha cú thua như vậy là điều cháu đã phải làm việc rất nhiều trên sân tập để làm được. Nhìn vào bộ di chuyển của cháu kìa, đầy tiến bộ nhỉ? Người thứ nhất rồi qua người thứ hai luôn. Vâng, cháu hướng ra đó bởi vì nghĩ rằng số 9 sẽ dứt điểm, nhưng sau đó thì là việc che chắn khung thành. Đây cũng là pha đáng nói nhỉ? Chú muốn hỏi về nó. Nó là một pha wow đấy. Cộng một wow.
Ngay lúc đó, cháu đã nghĩ rằng nó sẽ là một pha cứu thua đẹp mắt, cũng giống như lúc nói về pha cứu thua của chú đấy, khi mà chúng ta biết ngay mình đặt cứu thua rất hay. Nó đã lượn ra để bay vào trong, nhưng cháu vẫn thành công cắt được. Chú muốn hỏi là giữa pha này với cứu của Madison, thì cháu thấy cái nào hay hơn? Chú thì biết mình chọn pha nào rồi. Chú chọn pha này. Vâng. Bởi vì sao? Vì vậy đó, pha đẩy bóng. Nó còn là một điều quan trọng trong trận nữa. Nó đúng là vậy. Nó đầy đặc biệt khi đối đầu với Liverpool. Thành thực thì họ đã thực sự tôn trọng cháu ở đó, với những chàng pháo tay đã có. À, có việc đó nhỉ? Họ vẫn làm việc đó. Ở lúc khởi đầu, giữa hiệp hay 30 giây cuối trận nữa cũng được vỗ tay. Nhưng chú biết không, cháu nghĩ mình sẽ vẫn chọn pha dứt điểm của Madison. Vậy à? Vâng. Tại sao? Cháu chỉ nghĩ là nó khó hơn một chút, bởi vì với vị trí đá phạt hàng rào đó, bóng có thể đi hai hướng. Còn ở pha của Salah, cú dứt điểm đó đã là điều quen thuộc rồi, có thể đoán được một chút. Hẳn việc bóng đổi hướng có khó hơn chút. Nhưng cháu nghĩ vậy, pha Madison thì vẫn hay hơn. Nhưng chàng trai này, nó là một ngày đặc biệt cho Arsenal. Chú chắc là nay cũng là ngày đặc biệt cho cháu và cả gia đình. Hẳn sẽ còn thêm những pha như vậy trong những năm tới với cách mà cháu đang thi đấu. Cháu hy vọng là vậy. Thật là một vinh dự cho chú để phỏng vấn hôm nay, chàng trai. Cháu luôn phải cảm ơn ông chú. Chúc mừng nhé. À, còn một điều nữa. Điều chú luôn nói, đó là thật tuyệt khi nghe fan Arsenal hát bài Thủ thành số 1 của tuyển Anh. Cháu biết là chú thích. Chắc chắn là thử thách đấy nhỉ.